Mình làm lá dứa mình cắt cái lá xanh xanh này nè, cái lá già nó mới có màu thơm. Lấy cái nước đặt màu xanh, nó đầm con gà nhóc hết trơn. Chào cả nhà, bữa nay mình có ngâm 2 lon gạo để làm bánh đúc lá dứa nè. 2 lon gạo với 200g bột năng. Mình làm bằng bột xay chứ không có làm bằng bột gạo lọc. Giờ mình cắt lá dứa ra mình xay. Lấy nước nè, mình xay cái bột này nè. Gạo mình ngâm chừng 3 tiếng là mình xay được rồi. Làm bằng bột gạo xay ăn nó mới ngon. Vậy đó. Cho nó xay. Hồi đó giờ đâu có cái vụ xay này đâu. Đâm thấy mồ luôn. Rồi được rồi đó nha, bấm đi nha. Xay 2 lần đi. Gì đó? Tao sợ. Sợ nó quay á. Như tử luôn. Rồi đấy. Nát nhừ luôn ha. Mà đó đâm không à. Gạo mình vúc sạch rồi, mình cho 2 lon nước lá dứa vô. Không tới, tới hàng 2 cái hàng. Tớ lượn rồi sao không tới? Vậy đúng rồi. Đó. Đi xay bột. Ra màu xanh ha. Xay nghệ nó ra màu vàng. Xay lá dứa ra màu xanh. Cái màu lá dứa đẹp gì đâu ha. Hồi xưa đó xay bột vậy nè, với lá dứa, cái quậy đường, đường với nước cốt vô luôn à. Cái đổ ra tới chừng nó đặc cái ăn.
đó mần bánh ăn toàn là xay không à, đâu có mua bột sẵn đâu. Giờ người ta ra hiện đại à, 200g bột, bột năng mình quậy riêng mình mới để vô đây nè, sao để vô đây quậy ốc trâu. 200g bột năng mình cho một lon nước nữa. Quậy riêng nó vậy nó mới không có ốc trâu nè. Lon nước á là nó vừa luôn á. Mình cho vô bột này. Rồi gì đây là mình khuấy rồi nè, khuấy bột rồi cái mình để ra cái mình đi làm nước đường. Vậy là tổng cộng 300 tốt 3 lon nước, 3 lon nước, 2 lon gạo là 2 lon nước, còn 200g bột năng là 1 lon nước. 1 lon nước là 380ml. Che miếng dầu cho nó đừng có dính á. Chá. Còn dính cục vậy nè, bởi vì rồi mình xúc nó không có gạo này mềm cơm này. Dẻo dữ nè. Cái này cũng giống như mình chiên rồi ha. Khuấy nè. Này khuấy nè. Đeo cái bao tay vô coi, bằng vàng nó ra. Ít quá. Nó dài ra nhìn chỉ này,
Mày phải khuấy trong cái xong kia là dính đất hết rồi. Dầu. Trời ạ. Màu lá dứa thiệt ngon luôn ha. Vàng nó ra coi. Nè, hồi có nó nguội mình cắt ra. Dài coi nè. Có 2 lon gạo à, 200g bột, giọt mấy ăn trái dừa nhỏ rồi. Mấy trái dừa này để làm giống nè. Cốt này béo dữ rồi. Uống nước dừa không? Dừa dày cơm. Giác nước cốt mình thắng nước đường. Nước đường này để đậu phộng vô nữa. Thank you.
biết nó ăn cơm cho nên sáng giờ. Mình lại nấu nó lâu ta lắm. Màu vậy sao cho nó dùm ai dùm lại. Có thấy ai vậy con? Chị xíu món. Thấy ai hết hả? Thấy ai hết chân hả? Đi đây. Rồi nè. Đó nè. Đi dừa được rồi, ngọt quá ăn ngán. Đâm vậy mà chưa hết, cứ bể ra hết nữa ha. Cháu nguội. Rồi xong rồi đó. Chúng nó đâm đậu phộng. Này là bột xay đó nha. Dài. Mời cô chú anh chị cùng ăn món bánh đúc mẹ làm nha. Này bánh đúc lá dứa nè, này nước đường, đậu phộng để mình chấm. Bóc luôn đi. Lấy cái tầm á. Giang muỗng lên nè. Muỗng nhanh hơn nè. Nước đường không nấu thích. Ngon hả? Cái này hồi đó mà đi chợ mà được cái này ăn ngon lắm. Xin bốc ra ăn không lấy được đấy. Hai người ở bên đây. Gán cái đường thốt nốt này nè. Nhỏ nhỏ gì đi dễ ăn. Không nấu là quá ngọt quá. Có nước cốt trong đó đó. Còn kia thấy béo nè. Dẻo. Cái này bột mình xay ra có để thêm bột gì thêm nữa không? Nói dai vậy. Bột năng. Ừ. Hai lon bột gạo. Rồi lá dứa nè hả? Với 200g bột năng. Ăn miếng à. Để chưa bụng cơm. Dài không? Cái này nấu thêm nồi chè nữa. Quá trời nước đường. Nước cốt một trái dừa. Quá ngọt rồi, cái đường thốt nốt. Ủa sao đường thốt nốt nó ngọt hơn đường chảy chứ? Tại mình để nhiều. Cái đường chảy là chấm xài ngon lắm đó. Cục nữa nè. Dạ
Dạ đúng chưa? Vậy là đúng rồi, tại nó ngọt thôi.